Kính thưa quý vị, theo số liệu báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Sóc Trăng, đến 15 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, số ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày 21 tháng 7 là 16 ca, thị xã Ngã Năm 5 ca, thị xã Vĩnh Châu 11 ca. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, có 99 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, cụ thể: huyện Châu Thành 1 ca, huyện Cù Lao Dung 6, huyện Cái Sách 1, huyện Long Phú 1, huyện Mỹ Xuyên 13, huyện Trần Đề 15, thị xã Ngã Năm 21 thị xã Vĩnh Châu 41, thành phố Sóc Trăng và huyện Thạnh Trị chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 19 giờ 30 ngày 21 tháng 7, cả nước ghi nhận thêm 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh và 2.568 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.817 ca, Bình Dương 307, Đồng Tháp 109, Đồng Nai 85, Long An 52, Hà Nội 38, Tây Ninh 30, Ninh Thuận 22, Phú Yên 21, Vĩnh Phúc 18, Cần Thơ 16, Trà Vinh 10, Bình Thuận 7, Bình Định 6, Sóc Trăng 6, Bắc Ninh 4, Đắk Lắk 4, Lâm Đồng 3, Quảng Ngãi 3, Nghệ An 3, Hưng Yên 3, Lạng Sơn 2, Phú Thọ 1, Thanh Hóa 1. Như vậy, trong ngày 21 tháng 7, cả nước có 5.357 ca mắc mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 3.556 ca. Kính thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tất cả mọi người phải cảnh giác phòng bệnh, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung khai báo y tế. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Cùng đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng số 1828 trên quy đề UBND quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại khoản 4 điều 1 quyết định số 1806 trên quy đề UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007, Căn cứ Nghị định số 101 ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ quyết định số 1806 ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng, xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, quyết định điều 1, điều chỉnh nội dung tại khoản 4 điều 1 quyết định số 1806 trên quy đề UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau. 4. Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về, không thực hiện dịch vụ giao hàng tại nhà. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, nhất là việc đảm bảo giãn cách không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người. Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường thị trấn tỉnh Sóc Trăng căn cứ quyết định thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu